Chào mọi người đã quay trở lại kênh của Sơn Gia Ban hàng Nhật. Xin giới thiệu cho mọi người em đồng hồ Senco. Đây kia là cái một cái trong những cái mẫu đồng hồ khá là lịch sự, nhã nhặn. Phải nói là cái về cái phần tạo hình ở phần giữa là trắng, ở phần khuôn ngoài là màu đỏ. Riêng cái kiểu màu sắc này em thấy một cái toát ra một cái vẻ gọi là rất là nhã nhặn lịch sự ở cái chiếc đồng hồ này. Em này thì khung gỗ, nó cũng tạo cho mình cái cảm giác như đây là một cái khung tranh rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì số của nó là số nổi, là những cái thanh số nổi đây mọi người nhá, quay cận cảnh cho mọi người. Kim giật, em này thì kim giật. Kích thước của nó là 30 x 32, về chiều ngang là 32, cao là 30. Em này được sản xuất tại Nhật luôn mọi người nhá. Tất cả những cái sản phẩm này thì em sẽ chụp máy cho mọi người chi tiết kỹ càng hơn về những cái sản phẩm như này. Trong cái khung mặt đồng hồ của nó thì kích thước của nó cũng khoảng tầm 25, khá là to. Bác nào mà trưng thích những chiếc đồng hồ điệu đà, hơi kiểu thiên hướng lịch sự nhã nhặn thì có thể tham khảo cái em đồng hồ này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.